Xin được chào mừng quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với trường quay của chương trình Bình luận World Cup nữ 2023 đang được phát sóng trên truyền hình Quốc hội. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau thưởng thức xong trận đấu giữa đội tuyển nữ Colombia và đội tuyển nữ Jamaica trong khuôn khổ vòng 1/8 FIFA Women's World Cup 2023, và tấm vé đi tiếp đã thuộc về đại diện xứng đáng hơn, đó chính là đội tuyển Colombia. Vâng, anh ơi, bất ngờ đã không xảy ra như những gì anh Hưng nói, là một chiến thắng dành cho đội tuyển Jamaica. Còn với anh Mino thì anh dự đoán là trận đấu sẽ đến với hiệp phụ, tuy nhiên thì đã không có hiệp phụ nào và 1-0 đã nghiêng về đội tuyển Colombia, đúng không ạ? Nếu mà bạn nhớ thì trước đó, lúc đầu thì tôi có dự đoán là Jamaica đến với tiếp tục với lối đá này thì rất là mất sức và Colombia sẽ bung sức và giành chiến thắng. Nhưng mà lúc sau ấy thì tôi có nói là cái mong muốn của tôi thì vẫn là trận đấu sẽ hiệp đấu sẽ không có bàn thắng và sẽ trận đấu sẽ đi vào hiệp phụ. Thế nhưng mà đội xứng đáng hơn. Hiệp 2 thì họ dám chơi bóng. Mình phải nói là đây là một đội họ dám chơi bóng. Đây là một trận đấu có tính chất gọi là knockout, loại trực tiếp rất là quan trọng như này, đúng không ạ? Mà Jamaica thì ta cũng không phải là đội bóng quá yếu đâu, nhưng mà chúng ta có thể thấy là Colombia họ dám chơi bóng hơn, họ có nhiều nhân tố để có thể giải quyết được trận đấu hơn. Trong khi đó thì nhìn cái tỷ lệ kiểm soát bóng nhá, cũng chỉ 49-50 thôi, 49-51 thôi, nhưng mà cái tỷ lệ dứt điểm cầu môn ý thì Colombia nhìn với Jamaica nữa, họ ở vòng bảng thì cũng đã có những sự may mắn rồi, thì ba trận đấu vòng bảng không thủng lưới bàn nào với một cái lối chơi phòng ngự như này. Tất nhiên là có cố gắng có, nhưng có phải có sự may mắn nữa. Trận đấu này thì may mắn đã không đến với Jamaica nữa, và chiến thắng cho Colombia hoàn toàn xứng đáng. Vâng, bên cạnh cái tên có thể nói là cô ấy chính là người không phổi ở khu vực giữa sân. Và ở phần đầu chương trình thì nếu quý vị còn nhớ thì tôi cũng đã nói về việc Lexi Santos là một người mà đã truyền cảm hứng ở bên ngoài sân đấu đến rất nhiều những thế hệ các phụ nữ tại Colombia để truyền cảm hứng, để họ có thể đến gần hơn với môn bóng đá. Với anh Bino là một người là TikToker, cũng là một người làm nội dung, thì theo anh thì sau trận đấu này rõ ràng là cô ấy sẽ còn truyền cảm hứng được nhiều hơn nữa để ở trên mạng xã hội, đúng không ạ? Chắc chắn là như thế rồi. Còn với anh Hưng thì sao? Anh nhận xét như thế nào về màn trình diễn của Lexi Santos ạ? Cái sự kết nối của cô ấy hiệp 2 cao rất nhiều. Cô ấy là một cái cầu nối giữa hàng tiền vệ và cái hàng công. Cô ấy chơi ở một vị trí người ta gọi là số đúng ở vị trí số 10 luôn, là vị trí hộ công, và đã kết nối rất là tốt cái Lexi Caicedo và ở tuyến trên là Usme, và ở cánh phải là Ramirez. Mà những cái cầu thủ cô ấy dùng những cái nỗ lực cá nhân, cô không có những cái nhân tố để hỗ trợ như là bên phía Colombia, và đó là điều tất yếu thôi, không có sự may mắn nữa thì phải dừng bước thôi. Rõ ràng là trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Colombia họ đã thể hiện được sức mạnh, có thể là tốc độ. Vậy thì liệu rằng theo anh Hưng dự đoán đi, những yếu tố như vậy thì họ có được thể hiện được hơn nữa trong trận đấu gặp đội tuyển Anh vào ngày 12 tháng 8 hay không? Nếu có thể thấy ở giải đấu hôm nay thì Anh cũng không có được một phong độ quá cao đâu. Ở trận đấu gặp Nigeria thì thật ra là Nigeria chơi hay hơn đấy, và họ thiếu may mắn đấy. Nhưng mà có thể thấy là nếu với chơi một phong độ như này thì tôi tin rằng là Colombia sẽ tiếp tục ghi tên mình vào một bước tiến nữa trong lịch sử, chứ không chỉ có ở tứ kết đâu. Vì như đã nói thì công nhận là đội tuyển Anh là một đội có, nếu mà xét về mặt tên tuổi thì cũng rất là tên tuổi, đúng không ạ? Nhưng mà với cái phong độ hiện tại thì Colombia họ tự tin hơn này, họ thoải mái hơn này, thì có thể họ sẽ có được một cái kết quả thuận lợi hơn trong trận đấu gặp đội tuyển Anh. Vậy thì còn ý kiến của anh Bino là sao ạ? Nếu như mà trong ngày 12 tháng 8 mà Anh gặp mà Colombia thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển Colombia sẽ là đội tuyển yếu thế hơn đấy ạ. Vậy thì anh có cổ vũ cho đội tuyển Colombia hay không ạ? Chắc chắn là tôi sẽ cổ vũ cho đội tuyển Colombia rồi. Mặc dù đội tuyển Anh thì là cũng có dây mơ dễ má với người Úc đó, thì nhưng mà chắc chắn tôi trong trận này tôi vẫn sẽ cổ vũ Colombia. Với cái lối chơi như thế này tôi rất là thích. Vâng, và nếu quý vị theo dõi trận đấu này thì quý vị có thể thấy là bình luận viên quý vị của chúng tôi cũng đã nói một câu nói mà tôi rất ấn tượng trong hiệp 1, là nếu quý vị đang xem trận đấu này mà theo một cái tính chất giải trí thì nó chưa đáp ứng được cái mức độ giải trí. Nhưng nếu nói về những câu chuyện bên lề thì rõ ràng là cả hai đội tuyển này đều mang đến những màu sắc và những câu chuyện bên lề rất thú vị. Chúng ta đã nói về việc là đội tuyển Jamaica là một đội tuyển họ không nhận được tiền đến từ Liên đoàn bóng đá của họ, rồi họ phải gây một cái quỹ. Cùng với đó thì những nhà
nhà tài trợ cũng đã phải đến, rồi những cô gái cùng đứng lên để có thể quyên góp một quỹ, rồi các cô gái mới có mặt tại FIFA Women's World Cup để viết nên hành trình lịch sử của họ. Ngày hôm nay thì dù Colombia hay là Jamaica đi tiếp thì rõ ràng đây đều là hành trình lịch sử, vì đây là lần đầu tiên cả hai đội có mặt tại tứ kết, đúng không ạ? Dù ai đi tiếp nhưng Colombia thì đã viết tiếp câu chuyện của mình, và chúng ta sẽ cùng hy vọng là Colombia sẽ tiếp tục là một ngựa ô tại World Cup năm nay, khi mà nếu họ có thể vượt qua Anh thì cũng là, tôi nghĩ là thực sự là quá lịch sử luôn ạ, nếu họ có thể ghi tên mình vào bán kết của FIFA Women's World Cup. Vâng, rõ ràng là nếu như mà có một cái kết ngọt ngào hơn cho một đội yếu thế hơn là Jamaica thì rõ ràng là cái cảm xúc của chúng ta cũng sẽ được dâng trào nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng dù sao thì cũng phải một lần nữa chúc mừng cho đội tuyển nữ của Colombia. Và thưa quý vị, thì truyền hình Quốc hội Việt Nam thì tự hào là đơn vị chính thức và duy nhất độc quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ giải FIFA Women's World Cup 2023 trên lãnh thổ của Việt Nam. Quý vị hãy bật kênh 7 của truyền hình Quốc hội Việt Nam trên các kênh truyền hình analog số IPTV OTT của SCTV, VTV Cap, VTC, Mobifone, Viettel, HTVC, MyTV, K+, AVG để xem trực tiếp các trận đấu và các chương trình bình luận bóng đá do truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức sản xuất trong khuôn khổ giải FIFA Women's World Cup 2023. Quý vị cũng có thể xem trên các ứng dụng tiếp sóng kênh 7 của truyền hình Quốc hội Việt Nam như là Clip TV, MyTV, TV 360, K+, VTV Cap On, HTVC, VTC Digital hay là AVG. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị, các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình bình luận và các trận đấu của chúng tôi. Và cảm ơn hai vị khách mời đã đến chương trình bình luận ngày hôm nay ạ. Vâng, và quý vị cũng nhớ là đừng chuyển kênh, bởi vào lúc 7:30 thì chúng tôi sẽ lên chương trình bình luận trước trận đấu cuối cùng tại vòng 1/8 của FIFA Women's World Cup năm nay. Đó là màn so tài giữa Pháp và Maroc. Chúng ta có thể thấy là đây là một màn so tài rất chênh lệch. Tuy nhiên thì không thể biết trước được điều gì trước khi bóng lăn cả. Vậy nên quý vị hãy cùng quay trở lại vào lúc 17:30 để đón xem chương trình của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Football unites the world. In passion, in love, and in joy. Football unites us all. Sponsored by Coca-Cola.